Chưa bao giờ ăn lương khô ngon như vậy cả nhà. Ăn trứng không? Em không. Hả? Em không. Ăn lương khô à? Em sắp ra đi rồi. Hả? Em sắp ra đi rồi. Sắp đi à? Gọi điện cho mẹ em. Mây đẹp kìa, mây tan kìa. Nhà mình đợi đến lúc nào mây tan nhá. À, cảm giác ăn lương khô trên đỉnh Puntalang, đỉnh cao thứ 3 của Việt Nam, 3.049 mét so với mực nước biển, thật là tuyệt vời. Giữa một rừng đỗ quyên cổ thụ hàng trăm năm tuổi, cả nghìn năm tuổi, thưởng thức lương khô và được hòa mình vào đất trời Tây Bắc trong hành trình vượt lên chính bản thân mình. Có những lúc mà tôi không nghĩ là tôi có thể vượt qua được, tôi có thể đi lên đây được. À, và may mắn vì có những đồng đội tuyệt vời. Xin cảm ơn. Việt Nam đi và yêu.